Luận Đại Trí Độ, quyển 90. Phẩm thứ 80, Thập Tế Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Nếu chúng sanh rốt ráo bất khả đắc, thì Bồ Tát vì ai mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì thật tế mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu thật tế và chúng sanh tế sai khác nhau, thì Bồ Tát chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng vì thật tế và chúng sanh tế chẳng sai khác nhau, nên Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng phá hoại thật tế, mà còn kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Nếu thật tế tức là chúng sanh tế, thì Bồ Tát kiến lập thật tế nơi thật tế chăng? Bạch Thế Tôn: Nếu kiến lập thật tế nơi thật tế, thì như vậy là kiến lập tự tánh nơi tự tánh. Đúng lý ra thì chẳng có thể kiến lập tự tánh nơi tự tánh vậy. Bạch Thế Tôn: Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát làm sao kiến lập chúng sanh nơi thật tế? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, thật tế chẳng thể kiến lập nơi thật tế, tự tánh chẳng thể kiến lập nơi tự tánh. Này Tu Bồ Đề, này Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Vì sao? Vì thật tế chẳng khác chúng sanh tế, thật tế và chúng sanh tế là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện như thế nào để kiến lập chúng sanh nơi thật tế mà chẳng hoại thật tế? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát kiến lập chúng sanh nơi bố thí, nói rằng bố thí là rốt ráo không, trước sau và chặng giữa đều không, có nghĩa là người thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng: Hỡi các người, ở nơi thật tế hết thảy pháp đều bất khả đắc. Các người chớ nên nghĩ rằng người thí, người thọ, tài vật thí, quả báo bố thí sai khác nhau. Nếu các người chẳng thấy có sự khác biệt như vậy, thì bố thí mới có được vị cam lồ. Được quả vị cam lồ là do bố thí mà chẳng có chấp sắc, chẳng có chấp thọ tưởng hành thức vậy. Vì sao? Vì bố thí là tự tướng không, người thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Ở trong không mà bố thí, thì bố thí là bất khả đắc, người thí bất khả đắc, người thọ bất khả đắc, tài vật thí bất khả đắc, quả báo bố thí bất khả đắc. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo là tự tánh không vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh tu trì giới, xả bỏ sát sanh, dẫn đến xả bỏ tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng lực phương tiện thành tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo bố thí và trì giới, rồi lại nói với họ các quả báo bố thí và trì giới đều là tự tánh không. Nếu nghe được tánh không như vậy mà chẳng chấp, thì tâm chẳng tán loạn, dẫn đến sẽ sanh trí huệ. Có trí huệ sẽ đoạn được hết thảy phiền não tập khí, dẫn đến sẽ nhập vô dư niết bàn. Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không thì chẳng có diệt, cũng chẳng có pháp bị diệt. Vào được các pháp rốt ráo không, cũng tức là vào được niết bàn rồi vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh phiền não sân hận, để nói với họ rằng: Người hành nhẫn nhục thường được an vui, vì sân hận là tự tánh không. Bồ Tát lại nói với họ nên suy nghĩ rằng: Tánh sân từ đâu mà có? Người sân là ai? Do đâu mà sân? Vân vân. Bồ Tát lại dạy cho chúng sanh biết hết thảy pháp đều là tự tánh không. Ở trong tánh không thì chẳng có tánh không, thì chẳng có tánh sân, chẳng có pháp sân, chẳng có người sân. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi tánh không, từ lớp khai thị cho chúng sanh, khiến họ được lợi ích, được an vui, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không thì chẳng có người đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắc. Này Tu Bồ Đề, đây là pháp tánh thật tế không? Bồ Tát vì chúng sanh hành pháp ấy mà vẫn biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Vì sao? Vì hết tánh pháp đều ly chúng sanh tướng vậy.